Đây, cái hành nào. Đấy, đây. Ừ. Nhiều vào, múc nước nhiều vào. Ừ. Không tưới vào cây chứ. Không được đổ ra ngoài. Ừ. Cây cây này là cây gì? Cây rau hay là cây hoa? Cây hoa. Cây rau. Cây này là có bông hoa màu tím. À đúng rồi. Có hoa màu tím hả? Cây rau có hoa màu tím.